thịt mỡ, dưa hành, cối đỏ, cây nêm, chè pháo, bánh chưng xanh. Các bạn thân mến, đó là những điều đặc trưng khi nhắc đến ngày Tết. Trong đó, bánh chưng là món ăn cổ truyền, kiên thường của người Việt và dịp Tết Nguyên Đán. Mình là Thánh An, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn đôi nét thú vị về bánh chưng. Hẳn là các bạn biết đến bánh chưng qua câu chuyện bánh chưng bánh dày về chàng Lan Liêu, con trai thứ 18 của vua Hùng thứ 6 của tiên tỷ hoàng hậu với cha mẹ. Trong một giấc mơ, chàng đã được thần linh chọn làm hai loại bánh thể hiện sự trung kính với hạt gạo tượng trưng cho đất trời và tượng hình cha mẹ đùm bọc con cái. Sau đó Lan Liêu đã được truyền ngôi vua nhờ loại bánh này. Bánh chưng cũng có vua bước cho lá rau xanh, nguyên liệu không thể thiếu gồm nếp, nguyên thịt heo và đậu xanh. Để có được bánh, người ta sẽ dùng sợi là được chọc không bị tù. Sau khi gói bánh xong, bánh sẽ được mang đi nấu chín trên lửa lớn trong thời gian từ 8 đến 10 tiếng. Hương vị của bánh chưng rất khó quên bởi sự thơm ngon, dẻo dai và được thường ăn cùng với củ kiệu, dưa món. Bánh chưng thường được dùng để cúng ông bà, tổ tiên hoặc làm quà biếu tặng mỗi dịp Tết đến xuân về. Bà thường ăn bánh chưng để cảm nhận